chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Lâm Cát Miền Tây nha các bạn. Rồi, chiếc cây cát mình đang chạy tới nha các bạn. Chiếc xe cũng phải đang chuẩn bị lên bờ luôn các bạn ơi. Qua tối chỉ mưa nên là không có thấy rõ nha các bạn. Cốt đang lên bờ các bạn ơi. Gạo đang xô cái phàn nha các bạn, đang xô cái phàn lên. Đây chiếc ghe thứ nhất tới nha các bạn. 2, 3, 4, 4 chiếc các bạn ơi. Chiều nay mình vô tới 4 chiếc. Kỹ thuật cuộn dây đó nghe các bạn. Thấy lấy móc móc lên thấy không? Rồi dục luôn rồi. Thấy lòn cái lấy móc móc lên. Đây gà móc sợi dây chân lên các bạn ơi. Sâu lắm trời ơi. Sâu lắm. Nhảy xuống luôn mới được. Làm biết được ghê rồi.
rồi có xoay như chân ngược qua à, giờ nó kẹt dưới. Bị lắp cầm các bạn, này sẽ cầm chứ không có xài bằng cam các bạn. Lắp cầm cái lè tại đường này hơi gần. Đây là nước này các bạn. Nước rồi bạn ơi. Cây cầu này các bạn, các dao mà ngang các bạn. Ngay là cát rồi các bạn. Cát là tới rồi. Đường này không có xa nha các bạn. 70-80 mét rồi. Đây chú hồi nãy lên đắp bè lại này các bạn. Kè chắn nước lại. Anh bơm lên lớp này nữa là 3 lớp nha các bạn. Khoảng bơm một lớp nữa là tới đỉnh cầu luôn nha các bạn. Ngay cái đầu này là ngay cái dốc nha các bạn. Đây đằng kia cũng là cái cầu luôn. Ngay đang chỗ đóng cọc đó. Hai con sông nằm sát bên.
Đây con đường bến mình bơm xong rồi đó ngang bằng. Lớp đó là bằng rồi đó. Xong lớp 3. Đây mấy anh đang nắp cọc đây. Sắp hết đèn nha các bạn. Lỏng rồi, sắp hết rồi. Nước nào chảy linh láng rồi. Hết tắt máy rồi nha các bạn. Dê ga nha các bạn. Đường này nhỏ quá không có chỗ quay nha các bạn. Kiểu thứ nhất dê ga, dê thứ hai đậu ngay sau luôn. Dây khác kiểu của bạn hồi nãy nha các bạn. Này thấy lấy móc móc lên này là lòn qua tay qua luôn. Má ác bạn, hai chồng có cái cầm ác rồi. Bạn này nhảy xuống mò cái cầm luôn các bạn ơi. Rồi không có móc rồi. Xong này xong nha các bạn. Đó, nhảy xuống đưa tay lên rồi. Đằng kia mà quéo lên rồi nha. Đứng không tới các bạn ơi. Lặn ghê không? Hụt cái gì vậy? Hụt xả quá à? Rồi vừa ăn luôn rồi. Về thứ nhất các bạn tới nãy là đang có chỗ quay luôn nha các bạn. Đang hai chồng đang lu cu về đầu nó kìa. Này nước lớn cũng hơi rộng. À, chuẩn bị mọi lúc bên luôn các bạn ơi. Ống này tới 120 luôn nha các bạn. Ống bê tới 120 là bởi mồi lâu đây. Đây rồi đó.
chuẩn bị để mấy nước các bạn ơi. Yếu bình rồi các bạn ơi. Này con nổ vậy mà để mấy cát luôn. Đây xung quanh toàn là vườn xoài với làm gãy nha các bạn. Đó bên kia cũng gãy đó. Đây bên này có nguyên cái miếng đất toàn là mắp không này. Xài quá thì xài luôn. Xài lâu năm. Bên đây cũng vậy, toàn xài lâu năm không nha các bạn. Xài lớn quá lớn này. Đây chiếc xe cứu thằng đó đang gấp đầu lên nha các bạn. Gấp đầu lên để thằng phô để đang bơm nước ngập nè. Gấp có mấy tấm về địa thải lên nguyên cuộn. Sắp hết rồi nha các bạn, sắp hết giờ thứ hai rồi đó, giác rồi lỏng rồi các bạn ơi.
xong rồi các bạn ơi. Xong cái thứ hai rồi đó nha các bạn. Đây, bạn đang nhảy xuống ở cỏ nha các bạn. Rồi xong. Thì mình dê ra nha các bạn. Giờ là kia mới có chỗ rộng để quay nha các bạn. Rồi chiếc cây nhỏ này chạy vô cầu luôn các bạn ơi. Đây ghe thứ ba mình tới luôn nha các bạn. Đây móc móc. Không tới lấy móc móc lên. Rồi quá hay. Còn quá chặt lên được rồi. Đây lặn xuống kéo sợi chân lên các bạn ơi. Lặn xuống đó là dính đó. Rớt xuống đó đó. Chiều nãy buộc cái phao không chịu buộc. Còn gì kéo sợi chân lên nghe các bạn. Đây, cầm lên tới mũi rồi các bạn ơi. Vừa luôn rồi xả gì nữa. Vừa vừa luôn đó, quay cổ qua vừa luôn đó. Đây gắp cầm vô nha các bạn. Lấy cầm lóng hay vậy? Không có nước nữa các bạn. Sao chiếc đó nghe các bạn. Thứ tư đang đậu ở phía sau đó. Đây cho ăn luôn nghe các bạn. Mấy cát nha các bạn. Tụt bồ quá hú rồi. Cầm này bị xì các bạn ơi, hơi nóng.
tiền. Rồi hết tiền, lên cát hết tiền. Đây sự cố gì bên kia bà vợ quá lên mà anh bà làm gì nghe các bạn, bà mở dây gì đó. Điều này gần quá hút nghe các bạn, trời lớn quá hút mạnh rồi, nước trên giờ tràn xuống. Đây đồ ống này mạnh quá mạnh các bạn. Họ phụ nữ chạy quá chừng này. Rất là mạnh nha các bạn. Chào của bạn này chạy mạnh quá chừng này. Đó, xa xa là cầu Lãnh các bạn. Đây cầu Lãnh này, hai chân cầu. Rồi xong rồi nha các bạn. Ở trẻ thứ ba rồi đó. Kẻ thứ tư đang ở sau lưng nha các bạn. Đây kẻ thứ tư đã tới nha các bạn. Này một dây quá lẹ luôn. Đây đang lắp cái cầm dụng nha các bạn. Đây là chiếc ghe của anh Tài Công Trẻ nha các bạn. Anh bạn Tài Công Trẻ đó, đó mặc áo thun đó. Chào cái bé. Chào các bạn ơi. Mệt quá mệt hả? Anh bạn Tài Công Trẻ đó đi cua qua cầu luôn nha các bạn. Vừa đi cua vừa qua cầu luôn. Nó cạn đầu đây tại chỗ bơm luôn. Đây màu nước lúc bê kia mới luôn các bạn ơi. Đó. Để xuống đầy nước dở lên. Bữa xíu sập cái cầu luôn rồi. Nhà cạn đầu lại bơm chứ qua qua đó cũng nguy hiểm quá.
Buộc sợi lái kìa, nó bê qua bên cái xuồng kìa. Buộc sợi lái kìa được. Rồi mồi nước nãy giờ không lên nước rồi các bạn ơi. Đó, dở giờ nó qua nước kìa. Rồi lên luôn rồi. Do gầm bị lỏng nha các bạn. Bạn tài còn sẽ anh lấy đồ anh chim vô rồi. Đó là miếng gòn nha các bạn. Miếng gòn. Đó bạn anh lấy cái đinh anh chim vô cái lỗ tai nha các bạn. Đó định lên chim nhỏ gài cho cứng lại, quá hay ha. Bị đệ máy cắt nữa bạn, làm quá nhiệt tình luôn các bạn ơi. Bạn bài công canh máy nha các bạn, bạn kia cho ăn bài công canh máy. Mặt gào hôi ướt gáo luôn à. Này nhóm ra lên rồi đó. Mặt gác lên. Cao trẻ chào là các bạn ơi, chờ anh rảnh rồi đó. Lấy sao sao anh đổi cái lái qua nha các bạn, bê vô xuồng luôn ta.
ghe của anh bạn bè công trẻ này chạy cũng quá mạnh nha các bạn, rất mạnh luôn, không thua cái chiếc ghe hồi nãy hai chồng của bạn chồng đó. Giờ này cũng sắp hết rồi nha các bạn. Lên lỏng rồi nè. Đó, nổi mũi ghe lên rồi nè các bạn. Chiếc ghe nãy vô bơm, giờ mắt cái ghe này đâu ra qua được đâu, đang chờ mình nha các bạn. Đó, chiếc ghe nhỏ đang chờ nữa. Rồi hết rồi các bạn ơi. Đang gỡ cầm nha các bạn. Đây chiếc ghe nhỏ đang chờ để ra nha các bạn. Kẹt ngay chân chỗ mũi ghe không qua lọt rồi. Rồi anh bạn tay công trẻ nhảy xuống xong gỡ gắt luôn các bạn ơi. Sẵn tắm luôn không? Bài luôn. Hận nhảy từ le le chứ á. Đi chiếc Dũng không? Thôi hợp đi với Dũng. Yeah, lại quay mũi qua này để qua nha các bạn. Ông ghe nhỏ dịch mạnh quá ha. Ủa ghe của mình đang dây gan các bạn. Đây dạng máy bơm của ghe nhỏ này nha các bạn. Máy đê chạy nước luôn các bạn ơi. Đây cái máy bơm cát là máy F4 các bạn. Máy gì cũng không có số luôn, không rõ. Đây Isuzu 4. Được ở đây luôn. Đây đang qua luôn các bạn ơi, lọt rồi. Rồi mình tạm dừng video tại đây nha các bạn.